Này khán giả đông được mọi thứ anh chị ơi. Dạ em tên chú Tiểu hả? Chú Tiểu dưỡng mộ. Dưỡng mộ mà giờ đời nó làm nhân vật chính thôi. Mấy mình đi kiếm chị à? Quá yêu đồ tốt của em thích lắm. Rồi con cảm ơn các cô. Cái tên Vũ Linh nè cô chú anh chị ơi. Đó là chú Thành Sang, chú Văn Châu ngồi cọ khến á. Cô khán giả đến. Mấy cô chú đi qua mà anh thăm quen cũng đám hôn lại ta. Biến chú Vũ Linh hả cô? Chú Vũ Linh. Dạ. Cô ở đâu đến cô? Ở đây một tớp ở dưới nhà của chú Vũ Linh một tớp ở dưới. Chia ra hả cô? Ừ. Ồ ơi. Trời. Biết anh Ngọc ơi. Gần nhà. Dạ dưới đó, nhà chị gần nhà ổng rồi. Dạ nhưng mà bữa nay mình lên đây giếng ha. Chú Vũ Linh luôn hả cô? Gần nhà luôn. Cô lên đây mấy lần rồi cô? Mới lên đây mấy lần rồi. Mấy lần rồi chị mới lên. Dạ. Nhưng mà bữa nay là chị Hồng Loan cũng lên đây nè. Loan lên. Dạ. Tại nay chủ nhật Hồng Loan lên. Tại bữa có nghe nói. Dạ. Thì vậy là hàng xóm của chú Vũ Linh. Cô cách là bao nhiêu cây số cô? Không, cô đi lạc đường, hỏi ông Quý kia nó chỉ đường kia kìa. Cô mé bên Gò Giáp á, đường Quang Trung á. Dạ, cô ở Gò Giáp. Chị ở gần nhà Vũ Linh. Ủa, gần luôn. Chị dạ. Trong cái hẻm nhà Vũ Linh đi thẳng vô. Wow. Vậy là gió chắc lúc mà chú sống chắc cô cũng không hay biết, gặp ha. Dạ. Ông hiền á. Dạ. Về là ông mở cửa ra, là ông ngồi xuống chơi rồi. Đọc chị đi ra. Vậy hả cô? Ông hiền quen luôn. Dạ. Hiền quen luôn. Dạ. Ở bữa nay khán giả cúng cà phê sữa cho chú ngọt luôn nè. Lấy cây hoa tươi ha. Đúng là bữa nay là ngày chủ nhật. Dạ Nhan ở phía sau. Anh Ngọc anh. Anh Ngọc Nhan anh đang đốt cho cô. Nhan cô. Bữa nay sao ông Ngọc Nhan có mặc áo đỏ đây? À qua nhắn áo tím mà không biết sao bữa nay anh là mặc áo đỏ không biết. Anh kêu em á là anh kêu quen nhóm mà mặc áo đỏ, em nói mà áo tím thì chủ nhật nào cũng áo tím mà sao anh lại mặc áo đỏ nữa nè. Nhưng mấy lâu lâu mình trong tim cũng vui mà. Anh mua lên hả? Để cái lên xuống từ tàu của mình đi nha. Anh này là trên TikTok có chơi chung anh rồi. Dạ chú thì Tâm Xì Phố. Dạ Tân Vlog ở dưới nhà. Cô biết con không? Cái bình kia đẩy đẩy xích bình kia vô đi chứ. Cô nhìn. Nhiều quá đông quá đâu có nhớ. Chú Tiểu. À chú Tiểu. Ủa. À chú Tiểu không đông mà mãi giờ chưa lên mặc áo màu kia. Dạ chú đang lên cô. Chú Tiểu qua Duyên. Không, chú Tiểu dưỡng mộ, chú Tiểu qua Duyên cũng lên mà. Đúng dạ không, em từng có khi từng chỉ bận thì chị không có lên. Bữa nào chị rảnh thì chị lên. Không bận mà nó không có lên hay gì. Dạ, không bận thì mới lên. Ở dưới nhà giờ đông lắm. Dạ. Dưới nhà giờ YouTube còn 20 mấy YouTube. Ghê à cô. Con thấy YouTube ở dưới đông lắm cô. Bữa cô có lại chia sẻ đông. Có 27 tây đó. Đông dạ, chị đi ngang nhà lắm đó nhà. Đó đi ra đó đông. Cô chia sẻ gì cô? Cô chia sẻ vụ Hồng Loan á là bên Sáu Bào đó. Dạ. Cô lên cô chị ngồi cô chia sẻ đó. Dạ. Cô quá ác. Quá ác hả cô? Ác thế nào kể sơ cô. Trời ơi, ác thiệt đó. Ác dữ lắm luôn. Ở đây còn mấy miếng mà kêu anh công nhân mua hết rồi. Có cái miếng ở trong đây nữa là có chú Linh Tâm mua rồi cô. Chú Linh Tâm. Dạ. Chú Linh Tâm có mua trong đây luôn, kế bên ông Năm luôn à. Đó, bởi vậy á hả? Đây nè, chắc cái đây nè miếng này. Tận mà chú Linh Tâm, chú Ngân Tấn là kêu bằng là đệ nhất và đệ nhị của chú Linh mà. Dạ. Linh Tâm với lại Ngân Tấn là đệ nhất đệ nhị đó. Dạ. Là chú Quái Kiệt Tòng Sơn hai cô. Rồi cái chú mà chú cái gì cái chú còn á, chú còn đây nè. Chú Tư Còn. Dạ dạ. Đây là nghệ sĩ không? Có bà xã chú ở đây luôn. Toàn bộ đây là mọi nghệ sĩ. Cô ở gần nhà chú Vũ Linh chắc cũng biết rõ gia đình chú. Biết mà chị cũng có ai làm đó là chị mới đi làm không biết mà. Biết thôi chị đi làm đốc ở không đâu. Biết em với Vũ Linh là cậu Sáu Bào với
biết cờ đầy đủ. Dạ. Tại vì nhà chị ở trong đó mà chị biết. Giống như giờ là giờ chú mất rồi, mấy bên kia, phía bên kia nó nổi ác lên dữ nữa. Dạ, nổi ác lên hả con? Nổi cái ác, cho như là hồi đó là nó nằm chìm. Giống như hồi xưa là chỉ có bụp mình đầu chú lăn lăn nó đâu có gì để ảnh. Dạ. Nó đi về. Bây giờ chú lên nằm xuống, bây giờ là tính hất luôn con chú ra mà. Dạ. Hồng Loan là con ruột mà, chứ đâu phải con nuôi đâu. Dạ. Tội nghiệp, mấy chục năm trời không mẹ, không có bên mẹ, không bên ngoại. Mà cha chết mà đành đạn hả cốt. Tốt cả gia tài. Cô nói trời ơi, có thiệt. Dạ. Tại vì Hồng Loan nó bằng tuổi cô, con của cô mà. Dạ. Hồng Loan bằng tuổi mà, trong khi con của cô thì nó được cô nói cha cô xúc mẹ động nuôi luôn. Đầy đủ. Dạ. Còn Hồng Loan nó cha là một ông hoàng, con cũng là một nàng công chúa, nhưng mà chẳng qua cô ác quá. Dạ. Hiếp đáp từ nhỏ tới lớn quen rồi, giống như hồi xưa giờ là ăn hiếp Hồng Loan quen rồi, mẹ con nó ăn hiếp Hồng Loan quen rồi. Nhưng mà giờ chú nằm xuống rồi là nó nghĩ nó vẫn ăn hiếp tiếp tục nữa. Nhưng mà cô nói cô xúc động luôn. Nhưng mà chẳng qua là chú Vũ Linh phù hộ dòng hồn chú Vũ Linh phù hộ cho Hồng Loan để mà tất cả đồng bào chung tay để mà giúp, để cho Hồng Loan giữ lại gia tài. Yeah. Chứ nếu mà gia tài mà lọt vô bên kia là tiêu luôn. Thật sự. Yeah. Cái gì cũng bằng cái tình người hết, nó thẳng. Yeah. Luôn. Yeah, đúng rồi. Đi làm cái hoàn cảnh của Hồng Loan từ nhỏ tới lớn mà. Ông đi hát là ông xem trên YouTube từ đầu, về xem theo dõi mà từ đầu đó. Luôn mà rất là thấy thương, nó thiệt. Coi mà nhiều cái cảnh rất là thương, thấy nó kể cho Ni nghe không? Trời quýnh dữ lắm. Trời. Quýnh đập chúng, đâu có né được đâu. Coi như là bà Sáu Bà quýnh á. Quýnh là quýnh đập chúng đầu chúng mà Hồng Loan kể đó. Dạ. Mà cô có từng thấy không cô? Hồi xưa mà mình đâu có, mình chỉ dù mình biết thôi chứ mình đâu có đưa vào nhà đâu mà mình biết. Chị bên sau gần bên chị trong mà. Đâu có sâu bên trong mà Hồng Loan là sống cái cảnh như vậy đâu. Bây giờ bắt đầu là Hồng Loan nó mới kể ra, mới biết. Quá ác, nói thiệt. Sáu Bào với bài báo, ác lắm. Đừng ác, Phượng nữa. Phượng Ve ác nữa. Phượng Ve bà nhỏ tuổi, nhỏ Hồng Loan mấy tháng mà đành đạn mà hả. Nó triệt hạ Hồng Loan luôn. Không, tấm mà hả, ba người ta mà dám, chắc nhà báo dám lại quay phim mà nói là con nuôi. Nuôi ha. Dám nói là con nuôi. Mà con chú Vũ Linh là con ruột chú Linh. Chú Linh mới thương yêu lo lắng cho con vậy. Mà chẳng qua bà Sáu Bà hồi xưa giờ bà tàn nhẫn. Cái đó là quá tàn nhẫn, bởi vậy trời cao có mắt. Phải độ. Phải ơn trên phải độ. Phải độ cho Hồng Loan mới giữ gia tài của cha, tội để nuôi nó mấy đứa con. Đó vừa rồi Hồng Loan nó kể đó. Vừa rồi Hồng Loan kể đó, cô nghe cảnh cô khóc không? Nói chứ bữa đó là đi hết rồi, chị Nga cũng đi, Hồng Phượng đi hát với cô Sáu đi. Nga thì cũng đi coi hát, đi coi ca nhạc. Ở nhà mấy ông cháu mà ăn bánh mì cà ri. Yeah. Nhà mấy ông cháu ăn bánh mì cà ri. Chú Lý Linh mới kêu Hồng Loan vô đây bà. Mới đưa giấy tờ, tất cả giấy tờ cho Hồng Loan. Hồng Loan giờ mới kể ra đó. Đưa tất cả giấy tờ cho Hồng Loan giữ. Để sau này còn có cái mà lo cho mấy đứa cháu ngoại của ba. Nó Hồng Loan kể, Hồng Loan khóc luôn. Bữa lập phi bằng đó, hồi đó thừa phát lại lập phi bằng bữa 28 tây. Bữa 28 tây á, Hồng Loan kể đó, Hồng Loan khóc luôn đó. Đó. Thấy không, đành đạn không, có ai mà đành đạn mà Hồng Loan nó chịu đựng tới bây giờ luôn. Hồng Loan chịu đựng tới bây giờ luôn, rất là tội nghiệp Hồng Loan đó thiệt. Cô thấy gì rất là thương Hồng Loan luôn á. Hồng Loan chịu đựng từ đó tới giờ.
chịu đựng mà từ từ hoàn cảnh tiền bạc của cha mần ra mà con không được thoải mái, mà để mà hả em á ăn xài cờ bạc tiêu tan hết hơn 1.000 lượng vàng với 5 căn nhà. Hỏi với chú Vũ Linh đứng lên, chú Vũ Linh nói vậy không là đúng không? Dạ. Vậy thì chú Vũ Linh có trả nợ, cho nên chú Vũ Linh mới nói là trả 20 năm. Trả nợ mà 20 năm, có ai mà như vậy không? Cô thứ mấy hả cô? Cô là cô 8. Cô 8 lên màu chú phải câu chuyện mà nói thiệt, thấy xót lắm. Yeah. Bởi vậy bây giờ ơn trên cũng độ trì cho chú. Chú cũng hả bảo vệ con gái và 5 đứa cháu ngoại được an toàn, với tất cả đồng bào, tất cả đều ủng hộ Hồng Loan để được cái niềm vui, để cho Hồng Loan được cái niềm vui, để mà hả vững vàng lên. Thứ nhất là Vũ Lưng, tức là nghệ sĩ Vũ Lưng. Nghệ sĩ Vũ Lưng mới quen với Trương Bảo Xuyên, Trương Bảo Xuyên mới chỉ Ni mới về đây, Ni mới tiếp giúp để mà để cho Hồng Loan giữ được cái gia tài lại. Nếu mà không có những tay anh tay chị để giúp đỡ cho Hồng Loan thì một mình Hồng Loan chắc đứng họ chịu không nổi với mẹ con phải đâu, không làm lại đâu. Nhà người ta mà dám thừa kiện ra để mà hả chiếm nhà, cô đi qua bên đây đưa máy cô. Nhà cửa người ta mà để chiếm hết, để nhà để mà hất con người ta ra. Dạ.